Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker như tiêu đề là hôm nay có mấy con xe bao rẻ luôn cho anh em chơi và nhiều con xe mới can luôn cho anh em chơi ha. Ở đây mình mới rửa xe cho anh em nè. Rửa xe thay nhớt cho mấy anh em, anh thấy chưa? Can không? Can không? Can không? Rồi, vô đây được rồi, vô đây quay được rồi, để cho anh đi về anh ngại kìa. Rồi, đầu tiên ha. Thì anh em thấy đây là vàng 150. Thì ở đây có R15 với lại GX nè. Thì con R15 này cho anh em thấy cái độ can và đồ chơi của nó ha, để mình quay từ chiếc nhiều lắm anh em. Camera mình thấy là quay nhiều xe không? Thấy nhiều xe chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu con R15 trước. Thì R15 này là biển số ở Đồng Nai. Biển số 60C2 nè. Đồng Nai, nhiều đồ chơi. Nè, anh em thấy cái bô đẹp không? Cái bô đẹp không? Đó, đẹp không? Gác chân nè, đẹp không? Đó, bộ tem là Black Bender, chủ xe lên là hai chìa khóa zin đầy đủ. Anh em thấy không? Đó, xe là có kính độ nè ha, giá đỡ điện thoại, kính gù, tay đồ chơi, RKB. Xe là Odo chuẩn 5671 ha. Một chủ đập thùng ha anh em ha. 5671 chủ đập thùng. Có giá đỡ điện thoại đầy đủ nè, bảo vệ ốp bình xăng nè, nói đồ chơi kể mỗi miệng luôn anh em. Thì con này mình bán cho anh em là 50 mấy triệu nhỏ thôi, 5X nhỏ xíu thôi. Đó. Báo giá rồi nha. Đây đây, quay chống trượt bình xăng rồi nè, đồ chơi quá trời nè. Đó, quay cho anh em coi. Đuôi bát biển số nè, xi nhan nè, để mở xi nhan cho anh em coi, xi nhan đồ chơi. À, quan trọng là xe có chống đổ luôn nha. Đây xe có chống đổ luôn. Đó, đây, qua ra trước nè. Xe có chống đổ đầy đủ, đồ chơi quá trời, 5X nhỏ xíu. Xe mới 5.000 cây là coi như là lướt rồi anh em. Lướt, xe lướt. Rồi, xong R15 ha. Nè, hai chìa khóa zin nè. Anh em thấy không, đẹp không? Xe quá đẹp luôn. Rồi, chưa? Rồi, quay qua trước nè. Rồi, tiếp là hàng hot nè anh em nè. Rồi, cho em này qua đây nè, vỏ nè. Full chỉ nè anh em thấy không? Có bảo vệ các nước rồi này nọ, quá trời đồ chơi nè, chỉ nè, quay ra, chỉ gọi vỏ đầy đủ nè, 5.000 cây xe lướt luôn. Đó, rồi anh em xong con này ha, con này xe lướt khỏi nói rồi, quá đẹp rồi, quá tuyệt vời. Rồi bây giờ qua em xu đầu dế, không có, xu đầu dế hay xu đầu ke. Giỡn anh em cho vui thôi, giải trí thôi, rồi con này cực đẹp nữa nè. Con này chìa khóa hình như mình để trong rồi, chờ xíu ha. Bi quay cho anh em xem máy này ha, thì con này một chủ đập thùng luôn, hai con này ABS nè. ABS nè. Đó, mình bán 50 triệu ha. ABS, con này là không ABS, 45 triệu, hai con đều là xe lướt luôn. Hai con là bao lướt luôn nha anh em nha. Để mình lấy cái chìa khóa của nó. Cho mở cho anh em xem. Ủa em, cái chìa khóa của ông Su hôm qua mình để đâu rồi em? À, hình như đây nè. Đây. Xe này hình như mới 4-5.000 cây thôi anh em à. Xe dán ốp bình xăng rồi đủ nè ha. À, con này đó là chủ á, để dịch á, là bảo trì bảo dưỡng đầy đủ. Siêu chưa bóc nè anh em ha. Đây cho anh em quay siêu cho anh em, siêu chưa bóc luôn. 5.164 cây. Siêu chưa bóc luôn, mấy xe lướt này là xe lướt anh em à. Đó, xe lướt. Rồi, quay ra trước cho anh em đi. Thì con Su này á, những anh em có chiều cao á 1m6, dưới 1m6 là chạy được ha. Thì Su á chạy nó mạnh hơn R15 nha anh em nha. Su đề ba mạnh lắm. Đó, con xe này chìa khóa đầy đủ nè anh em, thấy đẹp không? Chìa khóa mở cốp đầy đủ ha. Con này là bản ABS nè, con này ABS ha. Anh em nào thích ABS? À tất. Hai con này đều biển thành số thành phố nha anh em. 50N1 nè. Biển số con ABS này đẹp lắm, 50N1797717. Rồi, biển số con này không ABS là 59U238002. Nè, con này cũng còn đầy đủ chìa khóa zin rồi, mã chìa khóa rồi nè ha. Xe lướt luôn. Con này mới mua 220. Nè, siêu đầy đủ nè anh em nè. Con này cũng chưa bốc siêu luôn. Cảm ơn anh em đã sang xe đẹp nè, quay chưa anh em chưa bốc siêu. Thấy không, mà mở chìa khóa cho anh em coi nè. Đó, 7.200. Chưa bốc siêu luôn, anh em về bốc siêu thôi, xe đẹp lắm. Con này 45 triệu quá hợp lý rồi anh em à. Không có xe nào mà rẻ hơn đâu. 45 triệu cho em xe lướt là một chủ đập thùng luôn. Phát hiện chủ thứ hai tặng xe cho anh em. Rồi. Rồi quay cho anh em coi ba con đi. Xa xa ra. Rồi, xong báo giá hết cho anh em rồi ha. Rồi bây giờ vô đây. Vô đây.
con xe này là nói anh em nghe nè, này R3220 mình để mình chân mà thằng em nó gài mình đó anh em. Thằng em nó kêu thôi để em cọc đây, anh chân mấy tháng đây, cuối cùng thằng em kêu thôi em ghiền quá em lấy luôn, rồi cuối cùng mà thằng em mới lụm luôn con này. Rồi con giấy chính ha. Giấy chính này là xe mình chân mấy bữa giờ anh em cũng biết ha, giấy chính Venon nhiều đồ chơi. Thì á, con này á, mình định bán để mình lấy bên đúp về, lấy cá mập về cho anh em chụp hình. Thì con này bán là mình tặng tay Rambo luôn nè. Tay Rambo cổ bô titan, quay tay Rambo cho anh em xem. Tay Rambo cổ bô titan. Đó. Odo 12.000. Con này là Odo 12.000. Đây. Odo 12.000. Đó. Rồi. Bô titan để cho anh em nghe tiếng bô, bô zin, đồ zin đầy đủ nha, con này không thiếu gì hết nha. Con này mình bán 205 nha anh em ha. Nhiều đồ chơi nha. Rồi xong giấy chính ha. Bây giờ tiếp theo là con CBR150 để gắm đèn vô cho anh em sáng anh em dễ coi. Đó. Con này á là hả, con này nói anh em nghe, con này hồi xưa nó là huyền thoại luôn, có nghĩa là nó hot lắm anh em, hồi xưa mua tới 100 mấy chục triệu lận. Nhưng mà con này á mình mới lấy về là cái anh thợ sửa xe anh lụm liền. Còn mấy con sau này là toàn là nhập Indo hết, chỉ con này nhập Thái thôi. Thì anh thợ sửa xe luôn á, thợ sửa xe mà người ta khoái luôn á, người ta lụm luôn á, chưa về là người ta lụm luôn á. Đây, rất là đẹp, anh cho anh em coi thôi chứ bây giờ xe này lỡ người ta lấy rồi anh em à. Chưa về là đã lấy rồi, anh thợ sửa xe anh lấy luôn. Đó, nè. Nhập Thái. À, Sawa Phuket. Sawa Nika. Đó, ai biết gì. Đó, xe rất là đẹp. Rồi, ok, xe này là người ta lấy rồi, không nói nữa. Đó, cho anh em biết con này hồi xưa nó hot lắm. Con này khoảng năm 2012, 2013 rồi á, 2014 rồi á là nó bao hot luôn. Giá rất là mắc. Mà anh em thấy con này mà bây giờ can như gì thì hiếm lắm. Rất là hiếm luôn. Thì mình cũng cảm ơn một người anh em đã để lại cho mình rất là tốt. Con này là mình bán là chỉ có 32 triệu. 32 triệu đó. Đã đi rồi, đi rồi. Rồi tiếp theo hàng hot nữa là anh em CB300 4.000 cây, 9 chủ đập thùng, xe lướt luôn 4.000 cây đó. Xe thì có đồ chơi nè ha, chống đổ nè. Đó. Rồi cái ba ga nè anh em. Ba ga nè. Xe bao đẹp luôn. Sơn này á là anh em biết sao mà nó đẹp gì không? Đây quay sơn nè. Quay đây nè, thấy biết sao nó đẹp gì không? Cái này bao liếm không à. Tại vì chủ trước dán đề can mình mới lột ra á. Anh em mua về anh em muốn kỹ là anh em phải dán đề can lại ha. Cho nó đẹp như vậy mình giữ luôn là đẹp như mới luôn á, như mới luôn. Cho anh em nghe tiếng bô của CB300 ha. Đây. Con này ha, nói anh em nghe. Con này á là chỉ mới 4.000 thôi nhưng mà chủ xe đã vô nước mát xịn rồi, nước mát bỏ nước mát hãng đi, vô nước mát cổ Đức. Rồi thay nhớt luôn, thay nhớt mới luôn. Đó. Và hai con su kia cũng vậy. Là có nghĩa là mà để 4 tháng dịch á, 4 5 tháng dịch ta không đi á là anh em rất là kỹ, cho anh em cho xe mà rất kỹ là thay bình, thay nhớt, thay nước mát đồ hết luôn. Ghê đó, đó, rồi. Thì tiếp theo CB300 quay cho anh em xem chưa? Quay toàn diện CB300. Đó. Quay góc bên này mới đẹp. CB300 ha anh em ha. Đó. Quay kỹ cho anh em CB300. Thì cái con này á với chiều cao á anh em 1m7 thì ngồi rất là ok. Đây. Ngồi cho anh em coi luôn, rất là thoải mái. Đi rất là sướng. Con này đã lên một cái nâng cái ghi đông lên cho chạy thoải mái nha anh em ha. Anh em nào chơi con này thì biết ha. Đây, mỗi xe đây chủ đi rất là kỹ, chìa khóa đập thùng nè. Quá rẻ. Giờ xe quá rẻ, 96 triệu. Rồi ok anh em. Rồi tiếp theo là con này thì chủ đã cọc rồi, chuẩn bị để lên đồ chơi, con này cũng vậy, chuẩn bị lên đồ chơi. Rồi tiếp theo là một em siêu phẩm nữa. CBR650R. CBR650R. Mới rô đai xong, vô nhớt rô đai. Đây anh em, cho anh em coi nè. Sổ một đống nè ha. Chìa khóa zin nè. Ha. Sổ một đống chủ xe giao cho mình hết rồi. Đó, xe này bao mới đây. Còn cái tem này mà chưa, tem này mà anh em rửa nước nhiều để sẽ bay nè. Còn này ít rửa nè, nói chung là xe mới, mới lướt á. Thì anh em thấy không? Còn nguyên nè ha.
À, rồi quay trước cho anh em xem, đây quay đồng hồ nè. 2444 là vô nhớt hết rồi nha anh em nha. Đó, thì con này phục upside down showa rồi, nói chung là ngon lành. Đó, vỏ nè anh em, bao liếm luôn. Nè, vỏ mới nè, không có một vết nào luôn á, anh em thấy chưa? Đó, rồi cho anh em nghe tiếng máy ha. Nè, ở đây là xe này có bảo vệ cát nước nè ha. Bảo vệ cát nước nè, đồ chơi nè, kính chắn gió độ nè. Đuôi biển số đút ra đút vô nè. Anh em coi. Đó. Biển số 71 ha anh em ha, Bến Tre. Ừ, rồi, thì con này á anh em chở người yêu rất là sướng, tại vì nó có cái yên liền phía sau anh em. Yên liền phía sau anh em chở người yêu rất là thoải mái. Có những người, có những khách người ta qua đây người ta thích cái yên này. Có những khách người ta thích cái yên nhọn nhọn giống con kia. Tùy cái sở thích mỗi người thôi anh em ha. Nhưng mà cái yên này thì có người yêu chở sướng hơn. Rồi cho anh em nghe tiếng máy nè, mấy con xe lướt này sướng 2000 cây à, mà bán có 220 triệu. Quá đã. Đó, một đống đó mình để đây luôn á. Chìa khóa 220 triệu có một con. Đó, quá trời xe luôn. Tha hồ mà chọn lựa. Còn con này thì bữa mình review sau. Con này không có bán, xe để chạy chơi. Thì bữa mình review sau ha anh em ha. Đó, nhất chính nè, ai mua mới ngon nè ha. Tại vì mình đổi muốn đổi nhất chính này để mình lên cá mập. Mình lên cá mập để cho mục đích là lên để anh em qua chụp hình chơi thôi chứ mình đâu có chạy đâu anh em. Mình đâu có chạy bao nhiêu đâu. Đẹp quá trời đẹp. Tay Rambo tặng anh em luôn, tay jean còn đầy đủ. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip clip của Minh Biker ha. À, rồi anh em nào thích mua xe hay là thay nhớt hay là rửa xe, bảo trì xe thì qua đây Minh làm hết. À, những chiếc xe bán ra là Minh có bảo hành cho anh em luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Chúc anh em thiệt một ngày làm việc vui vẻ. Anh em nào mà muốn qua Minh để coi xe thì cứ qua địa chỉ 25 lô C Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Hoặc là anh em cứ kết bạn Zalo của mình, số điện thoại 0916640653 để mình chia sẻ vị trí rồi anh em mình qua Zalo chơi với nhau. Không phải là mình mua xe mình mới cần qua đâu, thì mình chưa có mua thì mình qua mình tham khảo xe cũng được. Đó, thì đó đấy là những mẫu xe mới về, anh em nào mua thì cứ inbox. À, và có những anh em á là mình không có check được bởi vì nó trôi tin nhắn á, không có thấy được tin nhắn anh em. Chứ nếu mà bán xe thì đương nhiên anh em inbox mình phải mừng, tại vì anh em inbox mình mừng bán xe. Có nhiều anh em nói là không trả lời rồi nọ, không có đâu, chứ mình quý anh em đó, những anh em qua đây là biết rồi, những anh em nào qua là biết rồi, còn những anh em nào chưa qua thì người ta sẽ nghĩ này nọ, nhưng mà qua đây rồi biết vui lắm, anh em qua đây chơi là cực kỳ vui đó. Xe đó anh em thích chiếc nào cứ inbox cho mình ha, thấy xe toàn xe này thấy toàn đẹp 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 mà. Rồi, cảm ơn anh em ha.